Cảm ơn đến tất cả những vị khách vô cùng đáng yêu đã tin tưởng và ủng hộ shop Rồng Bé Thông của em suốt thời gian vừa qua. Thật vui vì không chỉ có những cô chú, anh chị mà đến cả những bé khách nhí cũng rất yêu thương rồng Nam Mỹ nữa. Hôm nay mình rất quý khi có gia đình anh chị này đến mua rồng. Cả gia đình rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Mua hẳn 5 bé rồng đủ 5 màu về cho bé con chơi luôn. Và chuyên mục vòng quay may mắn xin được phép bắt đầu. Đố mọi người là bé sẽ quay trúng vào ô gì nào? Phút này là tiếc quá, nhưng mà shop Bé Thông vẫn có những phần quà khác cho gia đình anh chị nha. Hai anh chị này rất thích các bé rồng to luôn, nên là quay phim chụp hình cho nhau để làm kỷ niệm, rất là tình cảm luôn mọi người. Tôi đang tưởng tượng 5 bé rồng mà anh chị mua, chăm sóc từ bây giờ đến vài năm nữa, nó to cỡ chừng này rồi, cả nhà cùng nhau quay quần chụp hình thì còn gì bằng nữa mọi người ha.